cô gái tỉnh dậy giữa đêm phát hiện mình đã biến thành một con cáo. Đã thế còn bị một nam nhân cổ đại ôm trong lòng. Điều kinh khủng hơn là, bạo quân có thể nghe thấy được suy nghĩ của cô. Vừa rồi, trong cung điện của anh ta, một phi tần đang quằn quại trên giường rồng chờ được sủng ái. Giản Thu hoảng hốt mặt mày tái mét vội che mắt, nhưng cô phát hiện ra rằng 10 ngón tay của mình đã biến thành những cái móng có lông. Chiếc áo ngủ xù lông trên người cũng đã trở thành gia thú. Cô đã biến thành một con cáo. Chẳng lẽ đây là phúc lợi của những người làm việc 996 sao? Hóa ra gọi mình là thú nhiều quá sẽ thành thú thật. Đúng lúc cô sắp phát điên và muốn hét lên, một đôi tay dài trắng lạnh bất ngờ ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai cô. Thu Nhi, đừng nhìn, dơ bẩn. Giản Thu vô thức ngẩng đầu lên và nhìn thấy một gương mặt đầy tà mị điển trai tới mức khó tin. Đôi mắt của Giản Thu sáng bừng lên. Nếu công ty có một soái ca như thế này, thì cô cũng không cần mỗi ngày đi làm với tâm trạng như đi đám ma nữa. Ai đang nói thế? Bàn tay vuốt ve Giản Thu của Tiêu Dực chợt khựng lại. Ánh mắt sắc bén lập tức quét qua cung điện, nhưng trong cung điện trống rỗng ngoài phi tần trên giường rồng đang chờ được sủng ái. Làm gì có ai khác? Anh ta khẽ nhíu mày, bàn tay đeo nhẫn rồng gõ nhẹ hai tiếng lên án thư. Người bên ngoài nghe thấy tiếng gõ trong trẻo liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ. Một vệ binh tuấn tú đeo kiếm trên lưng bước vào với ánh sáng sau lưng. Đôi mắt của Giản Thu lại sáng lên, lại thêm một soái ca nữa. Giấc mơ này đẹp quá rồi. Âm thanh vang lên trong đầu một lần nữa khiến Tiêu Dực nheo mắt lại. Lông mày nhướng lên. Ngươi có nghe thấy âm thanh nào không? Vệ binh cúi người chắp tay đáp. Thưa bệ hạ, ngoài tiếng của phi tần, thần không nghe thấy tiếng nào khác. Người phụ nữ trên giường rồng vẫn tiếp tục rên rỉ, âm thanh quyến rũ đến tận xương. Hình ảnh cần phải che mờ vì quá nhạy cảm. Thì, dù hoàng đế đẹp trai, nhưng khẩu vị này cũng nặng quá rồi. Có thể chịu được cảnh người khác nhìn thấy phi tần của mình. Tiêu Dực khựng lại, nhìn chằm chằm vào con cáo trắng nhỏ, bàn tay đeo nhẫn rồng dần siết chặt. Đau quá đau quá. Giản Thu nhảy ra khỏi vòng tay bạo quân, nghiến răng nhìn vị quân vương lạnh lùng kiêu ngạo này. Không phải chứ, làm gì vậy? Dù đẹp trai cỡ nào cũng không thể tự tiện đánh người chứ. Tiêu Dực nhìn con cáo nhỏ đang nổi giận trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng khó lường. Hừm, thú vị đấy. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận thấy, rồi thu ánh nhìn từ Giản Thu lại, nhẹ nhàng nói với Hương Lê, việc đã xong chưa? Bối Lê khẽ nghiêng người, lộ ra một cung nữ xinh đẹp bị trói chặt phía sau. Chính là cô gái này có hành vi mờ ám. Trong tẩm cung của bệ hạ cô ấy đã bỏ thuốc. Nô tỳ ngưỡng mộ bệ hạ, tên đã dùng hạ sách này, nô tỳ biết lỗi rồi, xin bệ hạ tha thứ. Cung nữ ngẩng đầu khóc lóc như hoa lê dính mưa, nhìn Tiêu Dực với vẻ đáng thương. Bộ áo lụa mỏng làm nổi bật dáng người yêu kiều của cô ấy, thậm chí đến Giản Thu cũng phải thốt lên, thật là tuyệt sắc. Tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Dực không hề dao động, anh vô cảm xoay nhẹ chiếc nhẫn rồng trên tay, lôi đi xử lý. Bối Lê định mang cô gái đi thì đột nhiên cung nữ đang khóc bỗng thay đổi sắc mặt. Cô ấy vung kiếm giấu trong tay áo lao về phía Tiêu Dực. Chết đi, đồ bạo quân vô nhân tính. Tiêu Dực vẫn bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay cô gái như diều đứt dây bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Tiêu Dực đã đứng trước mặt cô ấy, bẻ gãy hàm của cô ta để ngăn cô cắn độc tự sát. Lôi đi, tra khảo kỹ. Vừa dứt lời, lưỡi kiếm lao tới, nhưng trong chớp mắt đã bị đánh bật ra ngoài. Vị bạo quân đẹp trai khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy chế nhạo. Lại thêm một sát thủ, rốt cuộc là ai mà dám bày ra trò lớn thế này? Dưới ánh trăng, người đàn ông với mái tóc bạc được buộc cao mỉm cười như yêu nghiệt, đem lại cảm giác nguy hiểm lạnh sống lưng. Cảnh tượng tiếp theo, cảnh tượng khiến Giản Thu giật mình hét lên, tứ chi của tiểu thái giám bị bẻ gãy một cách tàn bạo. Người đàn ông đứng trên cao chậm rãi lau tay, nói đi, chủ nhân đứng sau các ngươi là ai? Tiểu thái giám không chịu nổi sự đau đớn khủng khiếp, chọn cách khai hết mọi chuyện, là Thái Vương. Tiêu Dực khẽ cười, đồ hèn, không chịu nổi chút tra tấn, cũng giống hệt cái tên thái thành phế vật đó. Nói xong, anh ra lệnh cho Bối Lê mang hai người đi tiếp tục tra tấn, rồi sai người mang Chiêu Phi trên long sàng đi vào thiên lao tra riêng. Sau khi mọi việc đã xong, Tiêu Dực mới phát hiện ra con cáo nhỏ đã ngất xỉu từ lâu. Anh nhíu mày, lập tức triệu thái y đến. Khi Giản Thu tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn chưa trở lại thành người, thậm chí còn nằm trên long sàng của bạo quân, đang kể lại cảnh tra tấn kinh khủng đêm qua với hai thích khách bị xử lý. Giản Thu hoảng sợ kêu lên và định bỏ chạy. Cứu tôi với, cô muốn về nhà, cầu xin đừng để cô làm con cáo cưng của bạo quân phát máu. Tuy nhiên khi cô vừa định chạy ra cửa, lại đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn và vững chãi. Người đàn ông với đôi cánh tay dài ôm chặt lấy cô, nhìn xuống cô từ trên cao. Giản Thu sợ hãi run rẩy lông xù lên khắp người. Tiêu Dực nhíu mày, con cáo nhỏ của anh lại sợ anh như vậy? Hai cung nữ thấy bạo quân nhíu mày, lập tức quỳ sụp xuống. Bệ hạ tha mạng, chủ nhân tỉnh dậy hoảng loạn chạy ra ngoài, nô tỳ sợ làm thương tổn chủ nhân nên không dám bắt. Nếu có và phải bệ hạ. Họ là con người, nhưng phải gọi một con cáo là chủ nhân, không còn cách nào khác. Ai bảo con cáo này là bảo bối của hoàng đế? Tiêu Dực lạnh lùng, lui xuống, lui xuống. Hai cung nữ thở phào nhẹ nhõm và vội rời khỏi phòng ngủ. Còn cẩn thận đóng cửa lại. Giản Thu càng hoảng sợ mở to mắt, tại sao lại đuổi hết người ra ngoài? Hắn muốn làm gì? Cô không muốn bị làm thịt mà. Giản Thu hoảng hốt đạp loạn cả bốn chân, vội vàng nhảy khỏi vòng tay của Tiêu Dực, bắt đầu điên cuồng tìm nơi để trốn, nhưng không may lại va vào góc tủ, đau đến mức mắt cô hoa cả lên. Chưa kịp phản ứng, đã lại rơi vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông kia.
chạy cái gì, hả? Giản Thu sợ hãi kêu lên như gà bị cắt tiết. Xong đời rồi. Rồi mắt cô đảo một cái ngất xỉu luôn. Tiêu Dực ôm lấy con cáo nhỏ đang lắc lư đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch. Anh dần dần nhận ra quy luật, những suy nghĩ trong đầu cô. Cô gái bị nhốt trong thân xác con cáo này thật thú vị. Dự là những ngày tới sẽ không còn buồn chán nữa. Khi Giản Thu tỉnh dậy lần nữa, Bạo Quân đã đi lâm chiều. Cô được tắm hoa cánh sen quạt lông vỗ gió, bát đựng nước uống cũng bằng vàng bạc. Chẳng mấy chốc cô đã trở thành một con cáo quý tộc lộng lẫy. Làm cáo thế này quả thật vừa thoải mái vừa sang trọng. Nhưng trong lòng Giản Thu chỉ muốn ăn đồ ăn của con người, chứ không phải đống côn trùng và chuột cống này. Vì vậy khi cung nữ bưng những món ăn nóng hổi lên bàn, Giản Thu mắt sáng rực lên. Nhưng ngay sau đó cô lại thấy kẻ mà cô không muốn gặp nhất, Bạo Quân. Cả bàn toàn sơn hào hải vị, hóa ra đều chuẩn bị cho một mình Bạo Quân. Giản Thu ngồi xổm cách xa hắn ba thước lặng lẽ nuốt nước miếng. Tiêu Dực nhìn thấy ánh mắt khao khát của con cáo nhỏ, nhưng vẫn cố ý tỏ vẻ thưởng thức món ăn ngon để trêu tức cô. Giản Thu chảy nước miếng ướt cả chân. Tiêu Dực lại nhíu mày, bẩn quá, người đâu, đem cô ta đi tắm lại. Thế là Giản Thu đang đói bụng phải đi tắm. Khi trở lại cô thấy trong phòng không còn ai, trên bàn vẫn còn đầy đồ ăn thịnh soạn. Cô không khách sáo nhảy lên bàn ăn ngấu nghiến, mà không biết rằng ngoài cửa sổ chạm trổ có một đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo mọi cử động của cô. Thấy cô ăn no còn ôm bụng đánh một cái ở, người đàn ông khẽ nhếch môi cười tinh quái. Giản Thu ăn no thì đi ngủ, ngủ một giấc đến tận tối mịt, làm hai cung nữ hoảng sợ tưởng cô gặp chuyện, hết gọi thái y lại đi mời hoàng đế. Tiêu Dực đến nhìn Giản Thu một cái, rồi vẫy tay cho người mang đồ ăn khuya. Giản Thu lập tức dựng tai mắt sáng rực, là món ngọt mà cô yêu thích nhất. Vẫy tay cho người mang đồ ăn khuya, vẫy tay cho người mang đồ ăn khuya. Giản Thu lập tức dựng tai mắt sáng rực, là món ngọt mà cô yêu thích nhất. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Bạo Quân, cô lại run rẩy chui vào trong chăn. Thức ăn ngon thật quý, nhưng mạng sống còn quý hơn. Cô chỉ cầu xin đừng bị Bạo Quân ghét bỏ rồi vứt vào bồn tắm nữa. Ngự thiện phòng rộng thế mà, cô nghĩ trốn vào đó có lẽ không khó đâu. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên bị ai đó giật tung chăn. Bạo Quân kéo cô lên. A, tên xấu xa, ngươi muốn làm gì ta? Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của cô gái. Tiêu Dực khẽ nhướng mày, đặt con cáo nhỏ lên bàn. A, ta nghi ngờ ngươi cố ý hành hạ ta, cứ như vậy ta thật sự sẽ oán ngươi đó. Ta làm sao có thể ăn đồ của con người ngay trước mặt người khác chứ? Nghe thấy chữ đáng ghét, đôi mắt Tiêu Dực nheo lại, nhìn chằm chằm con cáo nhỏ. Giản Thu bị nhìn đến có chút sợ hãi, cúi đầu quay đi tiếp tục lẩm bẩm. Nhìn cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi đúng là kẻ bụng dạ đen tối, lần trước cố ý làm ta thèm, lần này lại thế. Đừng nghĩ ngươi đẹp trai thì ta sẽ tha thứ. Nghe được tiếng lòng của Giản Thu, bị Bạo Quân trẻ tuổi sững sờ, rồi bật cười khẽ. Xưa nay chỉ có người sợ hắn, chưa ai dám nhận xét về ngoại hình của hắn. Cô là người đầu tiên dám khen hắn đẹp trai trước mặt. Ta nhìn nhầm sao? Gã đàn ông mặt lạnh lùng như băng này vừa cười sao? Giản Thu liếc nhìn Tiêu Dực bằng khóe mắt, trong lòng đầy nghi ngờ. Nụ cười trên mặt Tiêu Dực lập tức biến mất. Giản Thu chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy tai đau nhói. Theo bản năng cô ối một tiếng, ngẩng đầu nhìn kẻ thủ phạm. Không phải chứ, tên đàn ông này thật kỳ cục, cô làm gì sai mà hắn lại vỗ vào tai cô? Khi Giản Thu đang hoang mang, Bạo Quân đã quấn một chiếc khăn quanh cổ cô, còn gắp một miếng bánh ngọt vào bát của cô. Hắn đang quấn khăn ăn cho cô, bảo cô ăn đi. Đã vậy rồi, cô cũng không khách sáo nữa. Giản Thu bắt đầu ăn ngấu nghiến không giữ hình tượng. Tiêu Dực nhìn thấy thức ăn vương trên miệng cô, chứng rối loạn sạch sẽ của hắn lại phát tác. Người đâu, mang cô ta đi tắm sạch sẽ. Giản Thu lại một lần nữa bị lôi đi. Đây đã là lần thứ ba cô phải tắm trong ngày. Đồ tên mắc bệnh sạch sẽ, tắm nữa thì cô sắp hói đầu rồi. Sáng hôm sau khi hầu gái không chú ý, cô lén trốn ra ngoài định tự mình đến ngự thiện phòng ăn. Nhưng trên đường lại gặp một người phụ nữ kiêu ngạo. Cáo con, người đâu, bắt nó lại cho ta. Hầu gái bên cạnh vội ngăn cản. Công chúa, con cáo này trong cung sợ là có chủ. Đại Uyển hừ lạnh một tiếng. Thì sao chứ, ta là công chúa đại quốc, chẳng lẽ không thể xem một con cáo tầm thường sao? Mau bắt lấy cho ta. Dừng tay, một người phụ nữ ăn mặc quý phái từ hướng khác tiến đến ngăn cản. Con cáo này là thú cưng yêu thích của bệ hạ, thường ngày ngay cả bổn cung cũng không được chạm vào. Nếu làm nó bị thương bệ hạ mà trách tội, công chúa có khóc lóc cũng chẳng ích gì, kẻ thù gặp nhau thêm phần oán hận. Đại Uyển lạnh lùng cười. Ngươi là hiền phi, ngươi không thể động, nhưng không có nghĩa ta không thể. Chỉ là một con cáo thôi, bổn công chúa muốn động vào thì sao? Nói xong, cô ta không biết từ đâu rút ra một chiếc roi dài quất về phía Giản Thu. Giản Thu đang xem kịch hăng say, nhìn thấy bóng roi hướng đến mình, cô hoảng hốt leo lên cây trốn. Đại Uyển tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng. Con xúc sinh này, người đâu, mang thang lại đây, bắt nó cho bổn công chúa. Hiền phi thấy Đại Uyển không coi cô ra gì, vội ra lệnh cho người hầu ngăn cản. Hầu gái của Đại Uyển cũng không chịu kém, hai bên lập tức bùng nổ thành cuộc ẩu đà, cảnh tượng đánh nhau náo nhiệt. Giản Thu ngồi trên cành cây khoái chí nhấm nháp, liếc mắt một cái cô bỗng thấy Bạo Quân tiến đến. Người đàn ông phớt lờ hai người phụ nữ đang đánh nhau, ánh mắt sắc bén quét một vòng, rất nhanh đã tìm ra cô. Tiểu Thu Nhi, xuống đây. Giản Thu run lên, không những không nghe mà còn quay đầu định chạy, nhưng vì quá hoảng hốt giẫm trượt và ngã xuống. Tiếng kêu của con cáo vang lên, cuối cùng Giản Thu vẫn rơi vào vòng tay của hắn, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã chết lặng. Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, cắn răng nghiến lời đe dọa. Chạy gì chứ, lần sau mà còn chạy sẽ nhốt